Vâng, em xin chào các anh. Em test bàn giao cái đôi loa Pioneer này cho anh khách ở bên dưới Quảng Ngãi này. Anh khách này ở Quảng Ngãi nhá. Bác khách này ở Quảng Ngãi, bác đã đặt cọc tiền để lấy đôi loa Pioneer C2 này, C3 này. Còn này C mấy nhỉ? Nhiều sản phẩm có nhiều không nhớ hết được. C3 các bác nhá. Pioneer C3 về để nghe nhạc tí tách nhỏ nhẹ ở trong phòng. Đấy. Bác có tên Minh thì phải. Bác nhớ bác Minh như nào ấy. Đây nhá. Bát này. Tép này. Từng loa một nhá. Đây là em rút một dây ra này thì là tín hiệu nó chỉ vào cái loa bên này thôi này. Đấy. Nhá. Giờ chuyển sang loa bên trái này, rút cái này ra này. Đấy, loa vẫn kêu nhá. Ok. Thì hai loa của anh đều chạy ok nhá. Đấy, bây giờ thì là các bạn sẽ đóng hàng để gửi đi. Đấy. Em cũng xin nói luôn, tất cả các cái loa mini này là em ở cái clip em có nói rất rõ ràng là bên em bán các cái con này là xả kho thanh lý, không bảo hành nhá. Đấy, em test lên thêm cho các bác là để xem là loa nó có lên tiếng hay không. Đấy. Thì đấy, kết quả là loa nó lên tiếng bình thường nhá. Thế về các bác dùng thì dùng cẩn thận cho em, bởi vì đặc biệt là những anh khách như bác mà ghép vào cái âm ly to nhá. Đấy, thì em cũng có trao đổi với bác rồi đấy, các cái nắp ly to thì mở chỉ mở bé được thôi đấy, và bác cứ suy nghĩ mà được thì là bác lấy, bác đã đồng ý lấy nhá, thì là về mình dùng cũng mở bé cho em thôi nhá. Nếu mà mình cố tình mình mở to ấy thì loa nó cháy thì là rất là phí nhá, nên là bác lưu ý cái này cho em đấy, vì cái này là loa mini, nó bé chứ nó không phải loa to nhá, không thể mở uỳnh uỳnh như loa to được đâu đấy. Em cứ lại dặn lại một lần nữa cho nó chắc chắn, bởi vì nhiều khi về mà nó có những cái gì nó không hay xảy ra thì là đôi bên nó khó nói chuyện đấy. Ok đấy, thì hai chiếc loa đều chạy nhá, thì là em đã test xong cho bác nhá. Đấy. Thì là bác nhận hàng, bác thanh toán nốt số tiền còn lại và tiền cước cho em nhá. Vâng, xin chào bác ạ.